Thưa quý vị, một pho tượng Phật có chiều cao là 72 m, tức là cao 12 tầng tại chùa Khai Nguyên Sơn Tây Hà Nội đang sắp hoàn thành. Đây được xem là bức đại tượng có quy mô tầm cỡ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á tính đến, đến nay và sau đây sẽ là một vài hình ảnh mới về pho tượng này thưa quý vị nằm cách xa trung tâm hà nội khoảng hơn 40 km chùa khai nguyên thuộc thôn khoang Sao, xã sơn động sơn tây hà nội còn được biết đến với cái tên là chùa Tảng viên chùa có niên đại từ thời nhà lý nửa đầu thế kỷ thứ 11 năm 2008 dù trải qua một cuộc trùng tu lớn nhưng chùa vẫn giữ được lối kiến trúc cổ độc đáo mang nhiều giá trị về lịch sử đầu năm 2015 chùa khai nguyên khởi công xây dựng bức đại tượng phật a di đà nguyện cầu quốc thái dân an thế giới hòa bình Trải qua 3 năm thi công liên tục, đến nay bức đại tượng này đã dần hình thành với chiều cao là 72m và đang giữ kỷ lục bức tượng Phật cao nhất khu vực Đông Nam Á. Nền móng của bức tượng được xử lý bằng công nghệ ép cọc bê tông dự ứng lực nên rất vững chắc. Các hạng mục như vách tường trần nhà được thiết kế thi công hoàn toàn bằng bê tông cốt thép. Ngoài ra, các kỹ sư còn gia cố thêm dầm gánh và cột chịu lực cỡ lớn nhằm đảm bảo tính bền chắc. Sau khi xử lý xong phần khung, vị tạo hình bên ngoài cho bức đại tượng Phật mới được bắt đầu. Bên trong pho đại tượng Phật gồm 13 tầng, trong đó có 12 tầng được bố trí cho khách tham quan. Thờ Bồ Tát và tầng âm được xây dựng thành lục đạo luân hồi, gồm nhiều cõi như Atula, Địa Ngục, Quỷ Ngã. Đến nay, dù đã thành hình, nhưng còn nhiều hạng mục nội thất bên trong phải hoàn thiện nên phải mất vài năm nữa công trình này mới có thể đưa vào sử dụng.